Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn chờ đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì diễn ra trong buổi sáng mờ sương, hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện, vụ án sau đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả sự tiếc nuối và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như là một lời cảnh báo về cái giá phải trả cho tội ác. Và bây giờ xin mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Vào chiều ngày 18 tháng 2, tại khu nhà trọ thuộc ấp Lộ Đức, xã Hồ Nai 3, huyện Tràng Bom, cả hai cùng nghi phạm Phạm Thị Phương Nhung, sinh năm 1985, ngụ ấp Thái Hòa, xã Hồ Nai 3 tổ chức cuộc nhậu. Theo lời kể của chị Phạm Thị Loan, chị gái nạn nhân, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 18 tháng 2, sau khi nghe điện thoại, Nhung dắt xe đi ra nhưng không nói là đi đâu. Ở nhà cũng không hỏi vì là ngày Tết. Mãi đến chiều tối không thấy Nhung về, tôi có gọi điện thoại nhưng máy bị khóa. Đêm khuya, do lo lắng nên cả nhà gọi hỏi một số người bạn của Nhung nhưng không ai biết. Vì những ngày Tết nên chúng tôi không tổ chức tìm kiếm mà cứ đinh ninh Nhung đi đâu đó với bạn bè. Mãi đến sáng ngày mùng 2, chúng tôi mới đi trình báo công an. Nhận được tin báo, công an huyện Tràng Bom chuẩn bị tìm cuộc tìm kiếm thì nhận được tin báo từ anh Nguyễn Quốc Hùng, chủ xưởng gỗ tại ấp Lộ Đức, về việc có người phát hiện một thây người cháy đen ở khu vực nhà trọ công nhân của xưởng gỗ nhà mình. Đến nơi, công an nhận ra chiếc xe máy đúng như mô tả của người nhà chị Nhung đậu ở gần đó. Kiểm tra giấy tờ tùy thân trên chiếc xe và khám nghiệm thi hài, công an xác định đó chính là chị Nhung. Nhân chứng Hùng tường thuật lại việc phát hiện chị Nhung. Vào chiều ngày 18 tháng 2, tôi nhận được tin báo có một đám cháy khá lớn xuất hiện ở gần khu nhà trọ công nhân do tôi làm chủ. Ở khu nhà trọ lúc này chỉ có Khanh và Hoài ở lại trông coi. Còn lại các công nhân khác đã về quê ăn Tết. Nhưng không hiểu sao, Khanh và Hoài thông báo cho tôi biết về vụ cháy mà lại báo cho một người em, bà con của tôi tên là Điệp. Từ đó, Điệp mới báo lại cho tôi xuống hiện trường vụ cháy để phối hợp dập lửa. Đến nơi, tôi thấy lửa sắp tàn vì có nhiều người ở các khu nhà xưởng khác đến trợ giúp. Bằng quan sát của mình, ông Hùng nhận thấy đám cháy là do con người tác động chứ không phải tự nhiên bùng phát. Tuy nhiên, ông cho rằng do một số đối tượng nghiện hút hoặc ngáo đá đã gây ra hỏa hoạn nên không dò hỏi và ông ra về lo việc Tết trong nhà. Đến sáng ngày 20 tháng 2, tức mùng 2 Tết, Hoài lại gọi điện thông báo đám cháy hôm trước lại bùng phát từ hố chứa bột cưa. Nhưng cháy nhỏ nên Hoài và Khanh có thể dập được. Sợ ngọn lửa vẫn còn âm ỉ, tôi yêu cầu cả hai phải bới đống bột cưa và xịt nước dập để triệt để. Nhưng chỉ ít phút sau, Hoài gọi điện thoại lắp bắp bảo rằng phát hiện một người dưới hố đã bị cháy đen. Ông Hùng kể, khi đến hiện trường, ông Hùng nhận thấy nhiều dấu chân đi từ hố bột cưa đến một nơi cách đó khoảng 20 m và nhiều dấu chân khác đi đường vòng để trở lại hố. Điều này khiến ông nghi ngờ thi hài được mang đến đây để đốt có chủ đích. Sâu chuỗi toàn bộ sự việc là những gì Hoài và Khanh thể hiện ra từ khi phát hiện vụ cháy từ đầu đến giờ, ông Hùng nói. Những biểu hiện lo sợ, nói không thành lời của Hoài và Khanh làm tôi nghi ngờ chúng liên quan đến chuyện này, nhưng tôi vẫn giữ im lặng chờ công an đến. Trong khu vực trên chỉ có duy nhất một lối đi lại là cổng ra vào và người khả nghi nhất cũng chỉ có Hoài và Khanh. Công an đã lấy lời khai của những nghi vấn ngay tại hiện trường. Kiểm tra phòng trọ của Hoài, cảnh sát thấy có một chiếc iPhone và chiếc áo của chị Nhung. Từ đó, Khanh và Hoài phải khai nhận toàn bộ tội lỗi. Theo lời khai, ngày 18, Hoài rủ chị Nhung đến sở làm việc cách hiện trường 1 km để nhậu cuối năm. Buổi nhậu có khá nhiều người là công nhân trong xưởng. Đến chiều, Hoài và Khanh tiếp tục rủ chị Nhung về nhà trọ để nhậu tiếp. Tại đây, cả ba đã chén tạt, chén thù hơn một thùng bia mới chịu dừng lại. Khu vực nhà trọ vắng lặng, cộng với ma men, chúng yêu cầu chị Nhung cho quan hệ, nhưng bị cự tuyệt. Tức giận, chúng lao vào khống chế, nạn nhân chống cự quyết liệt, bị Hoài dùng tay ghi chặt đến tắc thở. Thấy chị Nhung không còn cử động, Hoài và Khanh thay nhau giở trò đối bại. Một người bế nạn nhân lên để đối tượng còn lại thực hiện hành vi thú tính. Sau đó, chúng lên kế hoạch phi tang. Hiện trường vụ án nằm ở phòng trọ tầng 2 nên sau khi thỏa mãn ham muốn đê hèn, cả hai cùng khiêng chị Nhung xuống đất. Không may thi thể bị rơi khiến huyết ở đầu và chân còn dính lại trên đường đi. Dù cả hai đã cố tình dùng nước tẩy xóa nhưng dấu vết còn lại vẫn lờ mờ. Kế hoạch của chúng là sẽ thiêu phi tang nhằm đánh lạc hướng của cơ quan điều tra. Trong lúc chuẩn bị làm, cả hai tiếp tục có hành vi đổi bại với đại thể. Ông Hùng bày tỏ, rất có thể thi hài chị Nhung đã được kéo ra ngoài, sau đó cả hai mới dám đốt đám cỏ gây nên vụ hỏa hoạn, suýt nữa nguy cho nhiều xưởng gỗ xung quanh. Tuy nhiên, do đêm tối, mọi người lại tập trung vào việc chữa cháy nên không ai phát hiện được, không thiêu được, cả hai mới vác đến hố Bột Cưa. Đánh giá về Hoài và Khanh, người trong cùng dãy trọ cho biết, cả hai đều rất hiền lành, trí thú làm ăn nhưng không chơi bời. Ông Hùng cho biết, thằng Hoài thì có tính khôn lanh hơn một tí, còn thằng Khanh thì hơi khù khờ và bị tưng tửng. Do trước đây bị tai nạn giao thông, nứt sọ đầu. Cả hai đứa hiền lắm, nghe tôi nói chỉ bảo từ việc lớn đến việc nhỏ, chưa bao giờ cãi. Chính vì tính thật thà, hiền lành nên tôi mới cho ở lại giữ xưởng. Hoài đã từng có 3 đời vợ nhưng bị vợ bỏ và làm việc trong xưởng gỗ nhà ông Hùng đã được gần 10 năm. Còn Khanh do thần kinh có vấn đề nên cũng bị vợ bỏ, gia đình ít quan tâm. Ông Hùng nói, khi phát hiện những biểu hiện lạ thường, tôi chỉ mong cả hai không liên quan tới. Nhưng sự nghi ngờ của tôi là chính xác, khiến tôi thấy đau lòng vì mình cưu mang, chỉ bảo cho cả hai rất tận tâm. Giờ lại vướng vào lao lý như thế, cũng chỉ tại ma men và ham muốn đê hèn. Ngày 14 tháng 10 năm 2016, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Bùi Thanh Hoài và Lương Tuấn Khanh, 39 tuổi, huyện Tân Phú, Đồng Nai. Đồng phạm của Hoài được triệu tập tới phiên tòa phúc thẩm với tư cách là người có liên quan đến vụ án. Trước đó, Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Nai trong phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt Lương Tuấn Khanh tù chung thân, bị cáo Bùi Thanh Hoài tuyên tử hình. Sau đó, Hoài đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận thấy không có tình tiết mới đủ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Bùi Thanh Hoài nên đã tuyên y án tử hình đối với Bùi Thanh Hoài. Thưa quý vị, trong vụ án tiếp theo, hung thủ là một người được cho là nhát gái nhưng lại gây ra một tội ác vô cùng kinh hoàng trên cơ thể của nữ sinh đã qua đời. Chi tiết vụ việc này ra sao? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo cáo trạng, vào ngày 20 tháng 5 năm 2018, Nguyễn Anh Tú thuê phòng tại nhà trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai, quận Đống Đa. Một tuần sau, Tú đề nghị trả phòng nên chủ nhà tiếp tục đăng tin cho thuê nơi Tú từng ở. Khoảng 21 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2018, chị Cẩm Tú đến hỏi thuê phòng nhưng do chủ nhà đi vắng nên đã nhờ Tú đưa khách đi xem. Do hàng ngày bị cáo có sở thích xem phim đồi trụy trên mạng nên nghe chủ trọ nhờ người đưa đi xem phòng, đối tượng này đã nảy sinh ý định nếu là nữ, anh sẽ đánh để giở trò. Tối ngày 3 tháng 6, Tú ra chợ mua búa đinh để gây tội nhưng do các sạp hàng đã đóng cửa nên anh ta quay về. Đến cổng nhà trọ, thấy nữ sinh trường điện ảnh có vẻ ngoài xinh xắn, đi xe tay ga đến xem phòng. Tú liền nhặt viên gạch rồi dẫn cô gái trẻ vào xem phòng. Sau khi xem phòng xong, nữ sinh 24 tuổi ra hành lang chụp ảnh thì bất ngờ bị Tú cầm gạch phá ngã. Nghe nạn nhân kêu cứu, Tú lao vào làm tắc đường thở cho đến khi cô gái bất tỉnh. Kế đó, đối tượng liền kéo nạn nhân vào phòng giở trò đối trụy. Khi tỉnh lại, chị Tú tiếp tục kêu cứu nhưng bị Tú dùng gạch phang chấn thương sọ não và qua đời. Sau thời gian đó, một số thanh niên ở cùng khu trọ phát hiện nhiều mảnh gạch vỡ đã gõ cửa phòng trọ. Nghe tiếng gọi, Tú tắt điện rồi trở ra nói chuyện với hàng xóm. Khuya cùng ngày, khi mọi người về phòng, Tú đóng cửa và tiếp tục giở trò đối trụy với nạn nhân rồi ôm nằm ngủ. Sau đó, Nguyễn Anh Tú lấy ví, tiền, dây chuyền, xe máy Honda Vision của bị hại. Tiếp đó, hung thủ bắt taxi đến quán nhậu ở trên phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân, cách hiện trường khoảng 3 km để uống bia. Trong khoảng thời gian đó, chủ nhà trọ đến kiểm tra, phát hiện thi hài nữ sinh trong phòng trọ nên báo cho cảnh sát. Đến 19 giờ cùng ngày, Nguyễn Anh Tú đến cơ quan công an quận Đống Đa để đầu thú về hành vi của mình. Tại phiên tòa, Tú khai nhận tất cả những hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và thừa nhận những hành vi này đã gây đau khổ cho nhiều người, gây bức xúc cho xã hội. Bị cáo thấy mình không xứng đáng làm con người, sẵn sàng chấp nhận hình phạt của hội đồng xét xử. Kể cả bị tử hình cũng xứng đáng, Tú nói trước tòa. Bị cáo cũng xin hội đồng xét xử vài phút để nói lời xin lỗi bố và gia đình nạn nhân. Bị cáo đọc bài thơ bày tỏ sự ân hận day dứt vì đã làm khổ người cha bất hạnh, tước đi mạng sống của cô gái vô tội và bản thân thấy mình như một con quỷ, xứng đáng bị tử hình. Cha của bị cáo cho biết mẹ Tú không thể tới tòa do đang bị ung thư giai đoạn cuối. Từ nhỏ, Tú là người yếu đuối, nhút nhát, hay bị bạn trai bắt nạt. Khi đi làm, Tú luôn thích con gái thái quá, hay mua hoa, làm thơ tặng các cô gái. Bố bị cáo đau khổ xin hội đồng xét xử mở lượng khoan hồng cho con trai mình. Có mặt tại tòa, giám định viên khẳng định thời điểm phạm tội, bị cáo có tính toán kỹ càng về hành vi phạm tội của mình và không phải bệnh nào về tâm thần cũng mất năng lực hành vi khi phạm tội. Bị cáo đủ khả năng nhận thức hành vi phạm pháp của mình. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, gây căm phẫn trong dư luận, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự của bị hại. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Theo cáo trạng, Trần Xuân Vinh và Huỳnh Thị Lành, trú tại thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Hòa Vang, có quan hệ tình cảm với nhau và đến ngày 8 tháng 3 năm 2015 thì được hai gia đình tổ chức lễ cưới nhưng không có đăng ký kết hôn. Qua một thời gian chung sống, do Vinh thường xuyên đánh bạc, nợ nần, nên giữa Vinh và chị Lành nảy sinh mâu thuẫn và bị gia đình chị Lành ngăn cản quan hệ tình cảm. Nhiều lần Vinh về thôn Hòa Duân để thăm vợ đều bị gia đình vợ ngăn cản, không cho gặp chị Lành nên nảy sinh lòng thù hận. Khoảng 14 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2015, Vinh chuẩn bị hai con dao kích thước 3 x 5 cm, 2 chai thuốc trừ sâu, 19 sợi dây rút nhựa màu trắng, 7 mảnh vải đỏ dạng khăn quàng. Chờ đến tối, Vinh mang túi xách vải đựng dụng cụ nói trên, đi bộ đến phía sau nhà vợ ngồi đợi với mục đích khống chế những người trong gia đình chị Lành để đưa chị Lành bỏ trốn vào Nam. Còn nếu bị ai chống đối thì Vinh sẽ giết chết rồi uống thuốc sâu tự tử. Đến khoảng 3 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2015, Vinh đột nhập vào bên trong căn nhà của gia đình vợ bằng cửa thông gió, cửa chốt phía ngoài. Khi đến phòng ngủ của Huỳnh Nhật, em ruột của chị Lành, nhìn vào thấy Nhật đang nằm ngủ trên giường, còn Huỳnh Văn Trương, anh con bác của chị Lành, đang nằm ngủ dưới nền nhà. Lúc này, Vinh dí con dao vào cổ Tương khống chế, dùng dao đâm nhiều nhát làm Tương gục xuống tại chỗ. Nhật đang nằm ngủ trên giường vùng dậy, xông vào giằng co, cũng bị Vinh vung dao đâm 2 nhát. Mẹ vợ của Vinh đang ngủ ở phòng đối diện chạy qua, nhưng Vinh chạy ra khỏi phòng, mở cửa bên hông nhà bỏ chạy. Nhật đuổi theo Vinh đến hiên nhà thì gục ngã. Hậu quả, cả Huỳnh Văn Tương và Huỳnh Nhật đều tử vong khi đang trên đường chở đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Sau khi gây án mạng, khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2015, Vinh bỏ trốn ra Quảng Trị, thuê nhà nghỉ Nhật Anh bên quốc lộ 1 thuộc thôn Phước Mỹ, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong để ẩn náu. Tại đây, Vinh viết thư tuyệt mệnh cho vợ, gia đình mẹ ruột và chủ nhà nghỉ rồi uống thuốc sâu tự tử. Khuya cùng ngày, khi không thấy khách khuê phòng đi ra ngoài, hỏi cũng không hồi đáp, chủ nhà nghỉ báo công an xã Triệu Giang đến phá cửa vào phòng. Mọi người hốt hoảng khi phát hiện Vinh nằm trên giường trong tình trạng thoi thóp, sùi bọt mép. Vinh nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu. Vụ việc được báo lên công an huyện Triệu Phong. Sau khi xảy ra vụ việc, công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng công an địa phương tiến hành phong tỏa hiện trường, tiến hành công tác điều tra. Khi xác định được nguyên nhân, ngày 29 tháng 6, Vinh xuất viện và được di lý về cơ quan công an điều tra, công an tỉnh Thừa Thiên Huế để làm rõ về hành vi giết người. Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2015, tại hội trường B, trường Đại học Luật Huế, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên xét xử sơ thẩm Trần Xuân Vinh, 32 tuổi, ngụ phường Phú Hiệp, thành phố Huế về tội giết người, từng làm rúng động dư luận cả nước lúc bấy giờ. Tại phiên tòa, bị cáo Vinh thuật lại quá trình thực hiện hành vi gây án của mình trong nước mắt. Bị cáo phân trần chỉ muốn đưa vợ vào Sài Gòn chung sống với nhau để làm lại từ đầu. Khai về nhân thân, giọng bị cáo run run nhưng vẫn khá mạch lạc. Đến lúc tòa hỏi bị cáo có vợ con chưa, Vinh quay người lại phía Lành đang ngồi cùng cha mẹ ruột ở ghế bị hại, bật khóc mãi mới nghẹn ngào đáp, dạ có rồi. Hai bên gia đình tổ chức lễ cưới, vợ sinh con này đã 4 tháng tuổi, nhưng bị cáo và vợ không đăng ký kết hôn. Tòa giải thích như vậy là hai người chung sống với nhau, chưa được pháp luật công nhận là vợ chồng. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân công bố cáo trạng, nội dung như cuốn phim, quay lại những mâu thuẫn trong cuộc sống chung, lỗi lầm và hành vi tội ác của bị cáo. Bị cáo cúi gằm, cha mẹ vợ và vợ bị cáo khóc tức tưởi, cha mẹ ruột bị cáo ôm cháu nội, thẫn thờ như mất hồn. Tòa hỏi bị cáo có ý kiến gì về bản cáo trạng. Vinh khóc ròng, phân trần, không có ý định giết người. Vinh khai nhà vợ khá giả, còn nhà Vinh nghèo, cha mẹ đi nhặt ve chai, làm thuê làm mướn nên bị bên vợ coi thường, dè dúng. Muốn có tiền nên Vinh chọn cách đánh số đề, bài bạc nhưng thua hoài, càng thua càng muốn gỡ, cứ vậy lún sâu vào nợ nần. Khuyên chồng không được, Lành về cha mẹ rồi sống. Nhiều lần Vinh đến thăm nhưng gia đình bên vợ không cho gặp. Bị cáo khuyên can, mẹ vợ cũng khuyên can. Bị cáo suy nghĩ mãi, muốn cùng được ở bên vợ con và sẽ sửa đổi, nhưng gia đình vợ lại chia lìa, không cho vợ chồng bị cáo gặp nhau. Vợ bị cáo biết bị cáo bị gia đình vợ khinh rẻ, coi không ra gì mà không về ở với bị cáo. Bị cáo không biết cách chi trở lại bên vợ con, chỉ còn Vinh khai trong tiếng nấc, quẫn quá chỉ còn cách đe dọa khống chế người nhà vợ để dẫn vợ theo mình. Nếu không được thì uống thuốc sâu tự tử cho họ vừa lòng, chứ không hề có ý định giết người. Không ngờ các bị hại chống trả, bị cáo hoảng loạn, cua quàng, cây dao nên mới gây ra cái chết cho họ. Biết mình đã giết người, đã mất tất cả rồi nên bị cáo mới tự tử. Tòa nghiêm khắc phân tích những vết đâm trên thân thể các nạn nhân, chứng tỏ bị cáo cố tình tước đoạt mạng sống chứ không phải cua quào. Tòa, sai lầm đầu tiên là do bị cáo mặc cảm mà không tìm cách vươn lên, lại sa vào cờ bạc. Người ta khuyên can nhưng vẫn dấn thân vào rồi phạm tội. Như vậy, bị cáo đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, hệ lụy rất nghiêm trọng. Những người đã từng là vợ chồng, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, ông bà xui gia, nay trong nghịch cảnh phía bị cáo, bên bị hại cũng rơi vào bi kịch. Bất hạnh hơn mồ côi. Mẹ bị cáo ngậm ngùi kể khi Vinh bị bắt, gia đình bên vợ đang làm đám tang cho hai người thân, cũng là lúc vợ Vinh đến bệnh viện sinh con. Đứa trẻ yếu nên phải sinh ra nằm trong phòng cách ly. Đúng một tuần, bác sĩ gọi mẹ đến đón con, nhưng Lành không đến mà gọi điện thoại cho vợ chồng bà bảo nhận cháu, nếu không nó phải vào trại mồ côi. Nghe vậy, vợ chồng bà lật đật đến bệnh viện ẵm cháu về. Đứa trẻ chưa từng được nhìn mặt mẹ, nói chỉ đến việc uống một giọt sữa mẹ. Vợ chồng bà chắt bóp tiền bán ve chai, gắng mua cho cháu loại sữa đặc rẻ tiền nhất. Việc cha hắn làm thì cha hắn chịu, hắn có tội chi mô. Nước mắt bà rơi xuống má đứa trẻ khiến nó giật mình ngơ ngác. Ông bà ngoại và mẹ đứa bé vẫn không động lòng, quạt máy quay vù vù nhưng không xua được bức bối trong vòng xét xử. Trả lời tòa, Lành nói mình là vợ bị cáo và vội vã giãi bày. Sau khi phát hiện chồng bài bạc, khuyên răn mà không nghe, giữa chị và bị cáo đã kết thúc bằng một cuộc nói chuyện. Tòa, từ khi chị về nhà cha mẹ ruột sống, gia đình bên chị không cho bị cáo đến thăm phải không? Vợ bị cáo, dạ. Tòa lại hỏi, sao đứa con mới 4 tháng tuổi lại do ông bà nội nuôi? Vợ bị cáo phân trần, vì chồng giết người thân của mình nên không có tâm trạng nuôi con. Vai trò làm vợ có thể kết thúc, nhưng với thiên chức là mẹ, chị nên suy nghĩ đúng đắn, đứa con có tội gì đâu. Mấy trăm người dự khán lặng phắc. Chiếc xe chở bị cáo đã khuất dạng, nhưng cha mẹ bị cáo vẫn ôm cháu nội ngồi ngây dại. Nước mắt lem luốc như gò má hốc hác, tiểu tụy. Lúc lâu sau, ông bà mới thất thểu, ôm cháu bước siêu vẹo ra khỏi phòng xét xử. Tòa vừa dứt lời tuyên án tử, vợ bị cáo quay lưng đi thẳng. Bị cáo muốn quỵ xuống. Lúc ra xe tù, Vinh cuống quýt dướn người một cách tuyệt vọng về phía đứa con, nhưng bị cảnh sát dẫn giải đi ngay. Đứa trẻ mới 4 tháng tuổi, còn quá bé để biết đó là cha. Và chẳng bao lâu nữa, cha em phải trả giá bằng mạng sống bởi tội lỗi của mình. Còn mẹ, nhưng em bất hạnh hơn trẻ mồ côi vì bị mẹ chối bỏ. Trước những tình tiết và chứng cứ của vụ án, xét thấy tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt Trần Xuân Vinh mức án tử hình, đồng thời bồi thường cho gia đình nạn nhân Huỳnh Văn Tương 139 triệu đồng. Cùng với đó phải trợ cấp cháu Huỳnh Trần Nhã Uyên, con của anh Tương 1 triệu đồng một tháng cho đến khi đủ 18 tuổi. Đông đảo người dân chứng kiến cũng đồng tình với mức án tòa tuyên. Trần Huy thuê trọ tại hẻm 645 đường Trần Xuân Doãn, phường Tân Hưng, quận 7, là hàng xóm với ông HHV và ông TQT. Vào khoảng 16 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2021, Huy cầm một con dao lê dài 32,5 cm đến nơi ông V nuôi gà tại nhà không số, đầu hẻm 645 đường Trần Xuân Doãn để tìm giết ông này. Khi Huy vào nhà thì thấy ông V đang ngồi trên ghế nên hỏi T ở đâu, thì ông V trả lời không biết. Bất ngờ, Huy cầm dao đâm liên tiếp vào ngực ông V cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Nghe tiếng la lớn của ông V, hai người ở gần đó chạy đến xem thì thấy ông V nằm dưới đất, còn Huy ngồi ở phía đầu ông V, nhưng cả hai hoảng sợ bỏ chạy. Lúc này, Huy tiếp tục cầm dao cắt một bộ phận của ông V rồi cầm ra ngã ba hẻm 645 vứt xuống đất. Sau đó, Huy tiếp tục tìm đến nhà ông T, nhưng cửa đã khóa. Vợ của ông T quá hoảng sợ, không dám mở cửa, thì Huy dùng dao và gạch đập vỡ kính nhà ông T. Không chỉ vậy, Huy còn ném đá vào hai căn nhà khác. Ngay trong tối ngày 26 tháng 9 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 tiến hành làm việc với Trần Huy, sinh năm 1987, tạm trú tại đường Trần Xuân Doạn, phường Tân Hưng, quận 7, về hành vi giết người. Đây là đối tượng đã cắt lìa đầu người đàn ông ở cách nhà đối tượng 50 m trong chiều cùng ngày. Trước đó, vào khoảng 16:30, nghe tiếng la hét phát ra từ căn nhà tạm nuôi gà đá trong hẻm 645, đường Trần Xuân Doạn. Người dân gần đó chạy đến phát hiện Trần Huy đã giết chết ông V, cắt lìa đầu ông rồi thản nhiên mang ra để trước cửa nhà, xong đi bộ về nhà. Trên đường đi, Huy đập phá cửa kính một số nhà dân gần đó rồi vào nhà khóa cửa lại. Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, cô lập hiện trường. Phát hiện đối tượng vẫn đang cố thủ trong nhà, lực lượng công an thuyết phục, vận động, tuy nhiên đối tượng ngoan cố không chấp hành. Sau 30 phút, lực lượng công an đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở công an phường. Mặt khác, tiến hành khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, Huy khai do ma quỷ sai khiến, ảo giác nên giết ông V. Bản thân Huy không mâu thuẫn gì với ông V và ông T. Lúc đó bản thân Huy rất hoang mang và chưa trấn tĩnh vì hành động của mình. Đối diện với điều tra viên, Huy khai báo quanh co và nhiều lúc thay đổi lời khai như kẻ tâm thần. Vì thế nên lực lượng đã chờ đợi, đối tượng bớt hoảng loạn. Sau khi tinh thần ổn định, Huy mới bắt đầu khai báo về vụ việc. Theo đó, do mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước, anh V nên chiều ngày 26 tháng 9, cả hai gặp nhau nói chuyện thì tiếp tục cự cãi to tiếng. Trong lúc đánh nhau, Huy dùng dao chém vào phần cổ và vùng ngực V. Sau khi đã xuống tay dã man với hàng xóm, Huy quá hoảng sợ nên chạy vào nhà cố thủ chờ công an tới. Do đây chỉ là lời khai ban đầu của Huy nên cơ quan điều tra đang làm rõ nhiều tình tiết khác của vụ án gây hoang mang dư luận này. Tiến hành khám xét nơi ở của Huy tại số nhà 645/51/7, đường Trần Xuân Doạn, phường Tân Hưng, quận 7, lực lượng công an đã thu giữ một số tang vật có liên quan. Công an quận 7 đang hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố tiếp tục xử lý. Sáng cùng ngày, tìm tới căn nhà của anh V, nạn nhân trong vụ việc. Không khí tang thương bao trùm cả con hẻm, khiến nhiều người không khỏi xót thương cho người xấu số. Sau khi công an khám nghiệm xong, thì thi thể V cũng được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Bà M, cư dân trong hẻm 645 đường Trần Xuân Doạn, phường Tân Hưng, quận 7 cho biết gia đình anh V buôn bán tạp hóa. Riêng V thuê một căn nhà cách đó vài trăm mét để nuôi gà với giá 6 triệu đồng một tháng. Thứ Bảy ngày 25 tháng 9, V vẫn còn gặp gỡ bạn bè rất vui vẻ, nhưng đến hôm sau thì xảy ra chuyện đau lòng. Chiều ngày 26 tháng 9, nhiều người dân gần hiện trường đã nghe tiếng hô hoán nên chạy ra xem. Vừa tới nơi, nhìn thấy đầu ông V nên ai nấy đều hoảng sợ chạy bỏ toán loạn. Chưa hết bàng hoàng thì mọi người nhìn thấy Huy cầm con dao dài đứng trong nhà với biểu hiện như kẻ tâm thần ngáo đá. Một số người lo sợ nên vội vàng chạy vào nhà khóa cửa. Khi đến, lực lượng công an khống chế bắt giữ Huy đưa về trụ sở, hàng xóm xung quanh mới dám mở cửa đi ra ngoài. Về nghi phạm Trần Huy, người dân địa phương cho biết, đối tượng vốn ít nói và thuê trọ ở đây được chừng 2 năm. Huy sống cùng với mẹ già và vợ con ở con hẻm này. Vài tháng trước, vợ chồng Huy ly dị và chị vợ trở về quê sinh sống. Huy ở lại căn nhà trọ cùng với người mẹ. Cách đây không lâu, mẹ Huy đã mắc Covid-19 và qua đời. Trong quá trình chăm sóc mẹ, nghi phạm cũng bị nhiễm, tự cách ly tại nhà và vượt qua được. Khi hay tin, Huy dùng dao chém người dã man, ai cũng ngạc nhiên. Ngày 5 tháng 1 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Trần Huy, 36 tuổi, quê Lâm Đồng, tử hình về tội giết người. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố Huy tội giết người với tính chất man rợ, giết nhiều người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Việc Huy không tìm gặp và giết được ông T là nằm ngoài mong muốn của ông Huy. Tại tòa, Huy không thừa nhận việc đi tìm giết ông T. Quá trình khai báo tại tòa, Huy nhiều lần mô tả lại hành vi man rợ của mình, khiến những người có mặt tại phiên tòa cảm thấy ớn lạnh, bức xúc. Còn Huy thì không lý giải được hành động tội ác của mình. Chị gái của bị cáo cũng xác nhận với hội đồng xét xử việc Huy chưa từng có bệnh sử về tâm thần. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo đã gây ra tội ác man rợ. Về tình tiết giết nhiều người như cáo trạng truy tố, là chưa đủ căn cứ buộc tội đối với bị cáo, vì ngoài lời khai ban đầu tại Công an quận 7 thì không có chứng cứ khác chứng minh được ý định tìm giết ông T của bị cáo nên không được hội đồng xét xử chấp nhận. Bị cáo Huy có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có con nhỏ, phạm tội lần đầu, nhưng hội đồng xét xử cho rằng các tình tiết giảm nhẹ không đủ bù đắp lại tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo mà cần áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình. Theo hội đồng xét xử, quá trình giải quyết vụ án, tòa đã từng trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, đề nghị giám định tâm thần đối với bị cáo Huy. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Do giới hạn phạm vi xét xử, nên hội đồng xét xử sơ thẩm kiến nghị tòa cấp trên để xem xét. Vụ án xảy ra sáng ngày 25 tháng 12 năm 2012 tại một con hẻm ở phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chỉ sau 24 giờ, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an Đồng Nai đã phá được án và bắt giữ hung thủ. Phó trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vụ án giết người chặt xác này có tính chất rất nghiêm trọng, thủ đoạn dã man gây chấn động cho người dân. Ban giám đốc Công an tỉnh đã đề ra mục tiêu phá án nhanh, đơn vị đã được Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Bộ Công an khen thưởng. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ xem đó là chiến công mà xác định đó là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn lực lượng. Khoảng 5 giờ, ngày 25 tháng 2 năm 2012, trong không khí se lạnh của buổi sáng Giáng sinh, một số người dân sống tại con hẻm thuộc khu phố 2, phường Bình Đa đi tập thể dục thì hoảng hốt phát hiện hai bao tải rỉ ra máu tươi nằm ở vệt cỏ ven đường. Kiểm tra, mọi người kinh hồn bạt vía khi thấy trong bao tải là xác của một đàn ông bị phẫu thuật thành nhiều khúc. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Qua giám định pháp y, cơ quan điều tra nhận định đây là thi thể của một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Hung thủ đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, kẻ thù ác phẫu thuật nạn nhân thành nhiều mảnh vô cùng tàn độc nhằm phi tang. Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai, một trong những người trực tiếp điều tra vụ án nhớ lại. Nạn nhân bị cắt rời, không có giấy tờ tùy thân, dấu vân tay của nạn nhân được kiểm tra, nhưng không trùng khớp với những hồ sơ lưu giữ trên hệ thống, khiến cho việc xác định nhân thân rất khó khăn. Khi mọi hướng điều tra đều rơi vào ngõ cụt, thì ban chuyên án bất ngờ được một người dân sống gần hiện trường báo tin, nhìn thấy hai thanh niên chạy xe máy gần hiện trường vào lúc rạng sáng xảy ra sự việc. Xem xét lại hiện trường, các điều tra viên chỉ cho thấy có một con hẻm duy nhất dẫn tới đây. Từ đó, ban chuyên án nhận định nơi nạn nhân bị sát hại nằm không xa hiện trường phát hiện hai bao tải chứa thi thể. Các khu vực dân cư lân cận ngay lập tức được khoanh vùng để truy tìm hung thủ và địa điểm nạn nhân bị sát hại. Hàng chục điều tra viên và trinh sát giỏi đã được huy động để kiểm tra các phòng trọ, nhà nghỉ trên địa bàn. Các thùng rác, bãi rác trong khu dân cư cũng được lật tung để lần tìm dấu vết. Những nỗ lực không biết mệt mỏi trên của cơ quan công an đã có kết quả. Đến 20 giờ cùng ngày, một trinh sát phát hiện vết máu nhỏ đã khô trước cửa phòng trọ của Ngô Văn Tâm, 19 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh, Trần Tự Điền, quê tỉnh Bạc Liêu và Bùi Thanh Liêm, quê tỉnh Bến Tre. Phòng trọ này cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân 500 m. Xem ảnh của nạn nhân do công an cung cấp, chủ nhà trọ xác định đó là anh Bùi Thanh Liêm. Tại thời điểm kiểm tra, Tâm và Điền không có mặt tại phòng trọ. Khi cửa phòng trọ vừa mở thì một mùi tanh lợm của máu xộc vào mũi mọi người, bởi dưới nền gạch và tường có rất nhiều vết máu chưa khô. Trong nhà vệ sinh, công an còn thu được mảnh xương sụn nghi của nạn nhân. Hai người ở trọ chung với anh Liêm là Tâm và Điển được khoanh vùng nghi can số 1 của vụ án. Công an tập trung lực lượng để truy tìm hai nghi can này. Hàng chục điều tra viên và trinh sát giỏi đã được huy động để kiểm tra các phòng trọ, nhà nghỉ trên địa bàn. Các thùng rác, bãi rác trong khu dân cư cũng được lật tung để lần tìm dấu vết. Những nỗ lực không biết mệt mỏi trên của cơ quan công an đã có kết quả. Đến 20 giờ cùng ngày, một trinh sát phát hiện vết máu nhỏ đã khô trước cửa phòng trọ của Ngô Văn Tâm, 19 tuổi, quê Trà Vinh, Trần Tự Điển, quê Bạc Liêu và Bùi Thanh Liêm, quê tỉnh Bến Tre. Phòng trọ này cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân 500 m. Xem ảnh của nạn nhân do công an cung cấp, chủ nhà trọ xác nhận đó là anh Bùi Thanh Liêm. Tại thời điểm kiểm tra, Tâm và Điền không có mặt tại phòng trọ. Khi cửa phòng trọ vừa mở thì một mùi tanh lượm của máu xộc vào mũi mọi người, bởi dưới nền gạch và tường có rất nhiều vết máu chưa khô. Trong nhà vệ sinh, công an còn thu được mảnh xương sụn nghi của nạn nhân. Hai người ở trọ chung với anh Liêm là Tâm và Điển được khoanh vùng nghi can số 1 của vụ án. Công an tập trung lực lượng để truy tìm hai nghi can này. Đến 5 giờ ngày 26 tháng 12, công an phát hiện Tâm khi người này đang ngồi uống nước tại quán vỉa hè gần khu công nghiệp Biên Hòa 1. Trong khi đó, Điền cũng bị phát hiện khi đang trốn tại phòng trọ một người bạn gần hiện trường. Cả hai được cơ quan công an mới lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Tâm và Điền khai nhận trong quá trình ở chung, Liêm là người đồng tính nên thường xuyên dụ dỗ Tâm và Điền quan hệ. Liêm hứa sẽ cho hai thanh niên này số tiền 500 triệu đồng. Tâm và Điền phục vụ Liêm nhiều lần nhưng không được trả tiền nên đã lập kế hoạch trả thù. 23 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2012, thấy Liêm về nhà trong tình trạng say rượu nên Tâm và Điền đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực anh ta làm nạn nhân tắc thở. Sau khi sát hại người đồng tính, hai hung thủ tháo khớp tay, chân, phân nhỏ thi thể nạn nhân rồi dùng xe máy chở đến hẻm thuộc khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa phi tang. Liên quan đến vụ án, trong phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người cướp tài sản tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án tử hình đối với hai bị cáo Ngô Văn Tâm và Trần Tự Điền với hai tội danh giết người, cướp tài sản. Đây là vụ trọng án giết người chặt xác từng gây rúng động dư luận trên địa bàn thành phố Biên Hòa vào cuối năm 2012. Hàng trăm người dân đã đến tham dự phiên tòa. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, không thừa nhận chi tiết đã quan hệ cùng giới với anh Liêm như đại diện Viện Kiểm sát công bố trong cáo trạng. Xét thấy hành vi giết người của hai bị cáo hết sức man rợ, gây phẫn nộ dư luận, thể hiện các bị cáo đã mất hết nhân tính, cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống cộng đồng, nên hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình về tội danh giết người cho cả hai bị cáo, 8 năm tù cho Ngô Văn Tâm, 7 năm tù cho Trần Tự Điền về tội danh cướp tài sản. Tổng hình phạt mà hai bị cáo phải nhận là tử hình. Tội ác kẻ vừa kéo quần lên đã xử ngay bạn tình. Ngày 28 tháng 1 năm 2015, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Bình, 19 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, phạm tội giết người và cướp tài sản. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là dã man, chỉ vì lòng tham mà xuống tay sát hại người vô tội để cướp của. Tuy nhiên, do khi gây án, Bình chưa đầy 18 tuổi, nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội giết người, 4 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt Bình phải chấp hành là 18 năm tù giam, mức án cao nhất cho người chưa thành niên. Theo cáo trạng, ngày 9 tháng 10 năm 2013, anh Trần Thanh Vui gặp Bình tại công viên 23 tháng 9, quận 1. Thấy Bình dễ nhìn, người đàn ông đồng tính bắt chuyện rồi làm quen, rủ thanh niên này đi chơi. Sau đó hai người thuê nhà trọ nghỉ qua đêm. Anh Vui hứa cho tiền để quan hệ đồng giới với Bình. Sáng hôm sau, anh Vui đưa Bình đến siêu thị gần sân bay Tân Sơn Nhất, cho 50.000 đồng và hứa đến chiều quay lại đón. Lúc này, Bình nảy sinh ý định giết bạn tình để cướp tài sản nên đã mua dao bấm giấu vào người. Chiều tối cùng ngày, anh Vui chạy xe máy đến đón Bình đi ăn uống rồi đến nhà trọ trên phường 13, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Thấy anh Vui coi tivi không chú ý, Bình đã rút dao ra đâm một nhát vào cổ người đàn ông này. Nạn nhân vùng dậy chống trả, liền bị hung thủ đâm thêm nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ. Gây án xong, Bình lục bóp, bên trong có 450.000 đồng, giấy tờ xe cùng điện thoại di động rồi kéo xác nạn nhân vào nhà tắm. Sau đó Bình lấy xe máy của anh Vui tẩu thoát. Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2013, nhân viên nhà trọ đi làm vệ sinh, phát hiện có người bị đâm chết nên trình báo công an. Hung thủ chạy xe máy của nạn nhân về nhà ở huyện Cần Giờ. Sau khi tiêu xài hết số tài sản cướp được, Bình bỏ nhà sống lang thang nhiều nơi. Ngày 12 tháng 1 năm 2014, thanh niên này cùng anh trai đến thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang thuê phòng trọ sống. 5 ngày sau, hung thủ bị công an bắt giữ. Sát hại bạn tình đồng tính vì bắt quan hệ tư thế lạ. Ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Quách Phước Hồ Tây, 23 tuổi, ngụ ở Đồng Nai. Trước đó, phiên sơ thẩm, Tây bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Dù sinh ra trong gia đình không được trọn vẹn, cha bỏ đi, mẹ con Tây tự giàu cháu nuôi nhau, nhưng anh ta vẫn được mẹ và các anh chị lo cho ăn học tới nơi tới chốn. Tốt nghiệp cấp 3, trúng tuyển vào trường trung cấp y dược thành phố Hồ Chí Minh, Tây khăn gói lên thành phố trọ học. Tuy vẻ ngoài hơi xù xì, nhưng trái tim của Tây chỉ dung cảm với bạn đồng giới. Sợ bị người thân bạn bè xa lánh, Tây lén lút vào các trang mạng dành cho người đồng tính nam để làm quen với những người đồng tính như mình. Tháng 6 năm 2016, thông qua mạng Hornet, trang mạng dành cho người đồng tính nam. Tây làm quen với ông Les Alex, quốc tịch Úc, là chủ một công ty chuyên tư vấn du học ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Alex thường xuyên nhắn tin rủ Tây tới nhà mình chơi. Khoảng 18 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2016, Alex nhắn tin gọi Tây tới nhà và cho biết mình sắp đi nước ngoài công tác, muốn đưa Tây đi cùng nhưng với điều kiện Tây phải cho Alex quan hệ tình dục. Nghĩ tới chuyến đi nước ngoài miễn phí, Tây vội vã nhận lời. Trước khi hành sự, Alex đề nghị quan hệ tình dục kiểu mới để tạo cảm giác lạ. Rồi anh này lấy dây điện thoại, băng keo trói chân tay Tây lại. Trong lúc quan hệ, do bị đau, Tây yêu cầu Alex dừng lại nhưng anh này không đồng ý. Sau khi thỏa mãn, Tây yêu cầu mãi, Alex mới cười trói cho. Tức giận vì hành vi thô bạo của người tình, Tây chồm lên đấm liên tiếp vào mặt Alex. Bị đánh bất ngờ, Alex đe dọa sẽ báo công an. Nghe vậy, Tây xông tới đánh và bóp cổ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh rồi lấy quần lót nhét vào miệng Alex. Thấy người tình đã chết, Tây liền lục túi xách của nạn nhân lấy đi 2 điện thoại iPhone, dây chuyền, nhẫn đeo tay và 7 triệu đồng cùng nhiều tài sản ngoại tệ khác. Sau đó chạy xuống lấy xe gắn máy của nạn nhân tẩu thoát. Ngày hôm sau, phát hiện thấy trong điện thoại của Alex cài sẵn tài khoản thanh toán qua thẻ Visa card, nên gã này đặt mua chiếc điện thoại có giá hơn 18 triệu đồng. Tiếp đó, gã định sử dụng thẻ để mua hàng thì bị gia đình Alex phát hiện, ngăn chặn việc giao dịch bằng thẻ. Sau gần 3 tháng gây án, ngày 3 tháng 10 năm 2016, kẻ thủ ác đã bị cảnh sát bắt khẩn cấp. Tại phiên tòa hôm nay, Tây tỏ ra ăn năn về hành vi của mình nhưng vẫn khẳng định do bị Alex dùng bạo lực nên cảm thấy đau đớn và nhục nhã nên mới đánh trả chứ không cố ý giết chết nạn nhân. Xét thấy, khi bị cáo gây án vẫn còn non nớt, chưa va chạm nhiều với xã hội, gia đình đã khắc phục được một phần hậu quả cho bị hại, nên hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, từ tù chung thân xuống còn 20 năm về tội giết người, nhưng vẫn giữ nguyên mức án 4 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cho 2 tội mà bị cáo Tây phải chịu là 24 năm tù. Nghe em trai được giảm án, một người chị của Tây chạy vội ra khỏi phòng xét xử bật khóc, hai tay vái lại trời Phật. Vụ án đã qua đi cả thập kỷ, nhưng với người dân Tây Ninh, khi nhắc lại tên tử tù thì mọi người đều cảm thấy thương xót cho số phận nạn nhân lẫn hung thủ, bởi cả hai còn quá trẻ tuổi, người mất mạng, kẻ bị tử hình. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bắc, 23 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, án tử hình về tội giết người và 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Vụ án giết bạn gái trong nhà nghỉ bằng 17 nhát dao từng gây rúng động dư luận tại địa phương và hàng trăm người đã đến theo dõi phiên tòa. Theo cáo trạng, Bắc và chị Khánh Ngân có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, do ghen tuông và nghi ngờ bị gia đình Ngân ngăn cản nên Bắc nảy sinh ý định giết người yêu. Ngày 3 tháng 9, Bắc chuẩn bị sẵn dao, giấu dưới yên xe rồi gọi điện thoại cho Ngân. Nghe chị Ngân nói là chuẩn bị đi công tác ở xã Tân Đông, huyện Tân Châu nên Bắc chạy xe đi đón chị Ngân. Bắc rủ Ngân vào nhà nghỉ ở xã Tân Đông, huyện Tân Châu để nói chuyện. Sau khi quan hệ, Bắc gọi điện cho mẹ Ngân xin được thường xuyên tới nhà thì mẹ Ngân trả lời: "Con láo lắm, bác không muốn nói chuyện với con" và tắt máy. Lúc này, Bắc lấy dao đã chuẩn bị sẵn, đâm liên tiếp 2 đến 3 nhát vào vùng ngực của chị Ngân. Nạn nhân van xin nhưng Bắc tiếp tục leo lên giường, đâm tiếp 14 đến 15 nhát vào ngực, hông, lưng, đến khi Ngân bất động thì Bắc mới dừng lại. Sau đó, Bắc tự lấy dao cứa cổ, cắt cánh tay, đâm vào ngực để tự tử nhưng không chết. Lúc này, chủ nhà trọ nghe tiếng động đến gõ cửa thì Bắc vào nhà vệ sinh rửa sạch vết máu trên người và nhờ chủ nhà trọ điện thoại báo công an. Trong lúc chủ nhà trọ đang điện thoại cho công an, Bắc ra phía sau nhà nghỉ, leo tường rào và chạy thoát. Trên đường bỏ chạy, Bắc nhìn thấy xe máy biển số 70K1085555 của bà Nguyễn Thị Bạch Thu dựng trước nhà có sẵn chìa khóa nên trộm xe chạy về nhà. Bắc được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa Lê Ngọc Tùng cấp cứu và bị bắt giữ. Hội đồng xét xử nhận định hành vi giết bị cáo của bị cáo Bắc có tính chất côn đồ, bị cáo cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Sau khi giết người, bị cáo còn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội khác, do đó cần cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án là tử hình. Những vụ sát hại người yêu, người tình trong nhà nghỉ liên tiếp diễn ra khiến nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao đối tượng lại có thể ra tay man rợ với nạn nhân đến như vậy? Phải chăng thiếu kiến thức khi yêu hay thiếu kỹ năng sống trong việc giải quyết mâu thuẫn? Ở vụ án nghiêm trọng khác xảy ra tại Thừa Thiên Huế, Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, từ cuối năm 2010, Lê Phước Tuấn, sinh năm 1981, trú ở xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, có quan hệ yêu đương với chị Nguyễn Thị Hoàng Thủy, sinh năm 1987, trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Chị Thủy đã có một con riêng 8 tuổi. Ngày 8 tháng 8 năm 2012, Tuấn từ nhà vào Đà Nẵng thăm chị Thủy và ở trọ tại nhà nghỉ Anh Hào ở đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Đà Nẵng. Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2012, chị Thủy đi xe mô tô biển số 43M12768 đến nhà nghỉ Anh Hào chờ đón Tuấn cùng đi Huế chơi. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày thì cả hai đến thị trấn Lăng Cô. Lúc này, chị Thủy cơ mệt nên đã vào thuê một phòng nghỉ tại khách sạn Yến Hoàng Anh ở thị trấn Lăng Cô để nghỉ ngơi. Sau khi nhận phòng, chị Thủy đi tắm, còn Tuấn đi mua một lon bia và một chai nước suối. Về phòng, Tuấn mở bia ngồi uống và bật tivi xem. Trong lúc uống bia, Tuấn nảy sinh ý định giết chị Thủy để lấy xe mô tô. Khi tắm xong, chị Thủy đến nằm cùng giường và nói chuyện yêu đương với Tuấn. Được khoảng 2 đến 3 phút thì Tuấn hỏi chị Thủy cho hôn không, thì chị Thủy trả lời không cho. Tuấn liền nói không cho thì bị bóp cổ. Nói xong, Tuấn ngồi xổm lên người chị Thủy và dùng hai tay bóp vào yết hầu của chị Thủy. Chị Thủy ra sức chống cự, dùng miệng cắn vào tay Tuấn. Bị cắn, Tuấn đã cắn vào mũi chị Thủy nhưng chị Thủy không buông ra. Lúc này, Tuấn đã dùng đầu gối thúc vào mặt chị Thủy và tiếp tục dùng tay bóp cổ chị Thủy cho đến khi thấy chị Thủy nằm yên. Máu ở miệng và mặt của chị Thủy chảy ra. Lúc này, Tuấn buông tay và nằm lên giường nghỉ ngơi. Khi biết chị Thủy đã chết, Tuấn bồng chị Thủy đặt lên giường bên cạnh với tư thế nằm nghiêng, mặt úp xuống gối, rồi lấy một tấm ga giường đắp lên phần dưới người chị Thủy. Sau đó, Tuấn lấy khăn lau sạch vết máu trong phòng rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, Tuấn lục túi xách chị Thủy, lấy các giấy tờ xe mô tô và một máy điện thoại di động hiệu Samsung màu đen, rồi trèo qua lan can phòng nghỉ, đi ra cổng sau, lấy xe mô tô biển số 43M12768, chạy vào Đà Nẵng. Tuấn quay lại nhà nghỉ Anh Hào, tại đây Tuấn đã ngồi viết giả mạo các giấy tờ mua bán xe. Đến 15 giờ ngày 16 tháng 8, Tuấn đi xe mô tô này trở lại thị trấn Lăng Cô cùng với một cô gái vừa quen tại nhà nghỉ Anh Hào. Tại đây, Tuấn đến nhà ông Nguyễn Thương ở thôn Lập An để đánh bài. Tuấn đã nhờ con ông Thương mang xe mô tô đi cầm lấy 15 triệu đồng. Đến 18 giờ cùng ngày, Tuấn và cô gái mới quen đón xe khách quay trở lại Đà Nẵng và thuê phòng nghỉ tại đây. Đến 16 giờ ngày 17 tháng 8, Tuấn quay trở lại Lăng Cô và đến nhà ông Nguyễn Thương đánh bài. Đến hơn 20 giờ cùng ngày thì Tuấn bị công an bắt ngay tại chiếu bạc. Cũng theo cáo trạng, năm 2000, Lê Phước Tuấn nhập ngũ và được đi học lớp trung đội trưởng tại trường quân sự quân khu 4 ở Nghệ An. Tháng 6 năm 2002, về công tác tại Tiểu đoàn 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế với cấp hàm trung úy, chức vụ trung đội trưởng. Đến tháng 10 năm 2004, Tuấn phạm tội trộm cắp, bị Tòa án Quân sự Quân khu 4 phạt 24 tháng tù giam và bị tước quân tịch. Ra tù, Tuấn lại trộm cắp và tháng 11 năm 2008 thì bị Tòa án Nhân dân thành phố Huế phạt 15 tháng tù giam. Đến tháng 12 năm 2009, Tuấn lần thứ ba bị Tòa án thành phố Đông Hà, Quảng Trị tuyên phạt 6 tháng tù giam cũng về tội trộm cắp. Tại phiên tòa, Lê Phước Tuấn đã thành thật khai báo về hành vi giết người cướp tài sản của y. Sau khi xem xét quá trình phạm tội giết người cướp tài sản và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của Lê Phước Tuấn, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người, 8 năm tù giam về tội cướp tài sản, tổng hợp hai hình phạt là tử hình. Ngoài ra, tòa án cũng tuyên phạt Lê Phước Tuấn mức bồi hoàn dân sự cho gia đình bị hại tổng cộng hơn 133 triệu đồng và chu cấp mỗi tháng 600.000 đồng cho con của chị Thủy cho đến khi đủ 18 tuổi. Cũng với cáo trạng tương tự, năm 2020, ngày 19 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử và đã tuyên phạt bị cáo Vũ Duy Hoàng, sinh năm 1976, trú ở xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung, Vũ Duy Hoàng phải chấp hành mức án tử hình. Bị hại trong vụ án là chị Đoàn Thị Thúy, sinh năm 1972, trú ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội, được biết là người tình của hung thủ. Theo cáo trạng truy tố, cuối năm 2017, Hoàng quen biết, sau đó nảy sinh tình cảm với chị Thúy. Đến tháng 5 năm 2018, Hoàng ly hôn với vợ và dọn về chung sống với chị Thúy như vợ chồng tại nhà riêng của người tình ở huyện Ứng Hòa. Quá trình chung sống, cặp đôi gặp nhiều khó khăn về kinh tế vì không có việc làm ổn định. Để có tiền chi tiêu, Hoàng đến quận Hà Đông làm thợ xây. Vừa làm được ít ngày thì Hoàng nhận được điện thoại của người tình xin tiền để mua xe máy. Hoàng nói chỉ có 1,6 triệu đồng và hẹn chị Thúy ra Hà Đông lấy tiền. Chiều ngày 29 tháng 11 năm 2020, chị Thúy bắt xe buýt ra Hà Đông gặp Hoàng. Sau khi đi ăn tối, hai người đến một nhà nghỉ thuộc địa bàn quận Hà Đông. Tại đây, chị Thúy tiếp tục xin Hoàng 4 triệu đồng. Do không có tiền, Hoàng nói là chỉ có 1,6 triệu đồng, khiến hai bên lời qua tiếng lại. Theo lời khai của bị cáo, chị Thúy đã chửi bới và xúc phạm nên Hoàng bỏ xuống cuối lễ tân mua 3 lon bia lên phòng, uống một mình. Đến 2 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2020, Hoàng uống hết bia, nhìn sang, thấy chị Thúy nằm ngủ. Do bực tức về việc trước đó bị xúc phạm nên Hoàng đã tát, đấm liên tiếp vào mặt nhân tình. Khi nạn nhân tỉnh lại thì Hoàng lấy khăn bịt mũi, miệng và bóp cổ. Chỉ đến khi nạn nhân nằm bất động, Hoàng mới dừng tay. Biết người tình đã chết, Hoàng lấy điện thoại của nạn nhân rồi rời khỏi nhà nghỉ. Vụ việc sau đó được nhân viên nhà nghỉ phát hiện, trình báo cơ quan công an. Hội đồng xét xử sơ thẩm khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, thể hiện không còn khả năng để giáo dục cải tạo nên cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống. Ngày 14 tháng 1 năm 2019, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy, 42 tuổi tại Tiền Giang về các tội giết người và cướp tài sản. Hồi tháng 9, vụ án từng được đưa ra xét xử phúc thẩm nhưng buộc phải hoãn để làm rõ một số lời khai của bị cáo. Bị cáo Thúy cho rằng mình chỉ ra tay sát hại một nạn nhân, người còn lại thì bị cáo không biết. Mặt khác, bị cáo Thúy cho rằng thuốc độc cyanua là do người khác đưa cho. Trước đó, bị cáo Thúy bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt mức án tử hình về 2 tội danh như trên. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo Thúy phải bồi thường mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân là 600 triệu đồng. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Thúy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo hội đồng xét xử nhận định, chỉ vì lòng tham nên bị cáo đã thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn thực hiện liên tục 2 vụ án trên cùng một địa phương gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo từng bị phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng chỉ trong thời gian ngắn lại tái phạm, dùng chất độc giết 2 người để cướp tài sản một cách táo bạo liều lĩnh, sợ bị phát hiện. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng cải tạo giáo dục. Từ đó, hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Thúy. Hồ sơ vụ án xác định khoảng 14 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2017, Thúy đi bán vé số thì gặp đồng nghiệp là anh Lê Văn Hồng, sinh năm 1992, ngụ tỉnh Tiền Giang. Trong quá trình nói chuyện, Thúy thấy anh Hùng có đeo nhiều nhẫn vàng. Cùng thời điểm, Thúy bị chủ nợ thúc ép trả tiền nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số vàng này của anh Hồng. Để thực hiện ý định, Thúy đến điểm bán vật tư nông nghiệp và thuốc trừ sâu mua bịch chất cyanua với giá là 20.000 đồng. Đến chiều tối cùng ngày, Thúy mang theo chất độc rồi mượn xe máy đi tìm anh Hồng. Khi đến khu vực chợ Tân Hòa ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, Thúy thấy anh Thúy đang bán vé số thì liền rủ nhau tìm nơi vắng vẻ để tâm sự. Trên đường đi, Thúy ghé vào quán nước mua 2 ly cà phê đá rồi tiếp tục chở anh Hùng đến khu đất trống ở thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông. Sau khi quan hệ tình dục, Thúy lợi dụng lúc anh Hùng không để ý, bỏ chất độc vào ly cà phê và đưa cho anh này uống. Khoảng 15 phút sau, anh Hùng thấm thuốc độc, nằm cục xuống đất. Lúc này, Thúy lột lấy 3 nhẫn vàng trên tay nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Số vàng cướp được, Thúy bán được 15 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Đến khuya cùng ngày, người dân địa phương phát hiện anh Hát cục chết trên bãi đất trống nên trình báo cơ quan chức năng. Xác định đây là vụ án mạng nên cơ quan điều tra công an tỉnh Tiền Giang đã khoanh vùng và truy tìm hung thủ. Khi tung tích của Thúy chưa bị phát hiện, thì vào ngày 21 tháng 4 năm 2017, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục nhận được thông tin về cái chết của ông Nguyễn Văn Tính, sinh năm 1968, cùng huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, trong tròi tại một quán cà phê sân vườn trên địa bàn. Vào cuộc điều tra, sau 2 ngày khoanh vùng đối tượng gây án, Công an tỉnh Tiền Giang xác định Thúy là nghi can số 1 nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thúy ban đầu không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng bằng các chứng cứ mà cơ quan điều tra đã có trong tay, Thúy đã phải thừa nhận hành vi của mình. Theo lời khai của Thúy, do bị các chủ nợ đòi tiền và đang lo lắng vì chưa kiếm được tiền trả nợ, lúc này Thúy được ông Tính rủ đi vui vẻ. Cô ta biết người đàn ông này có tiền và đeo nhiều vàng nên nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để cướp tài sản. Cả hai thống nhất gặp nhau tại quán cà phê sân vườn kể trên. Trên đường đến điểm hẹn, Thúy ghé vào điểm bán vật tư nông nghiệp thuốc trừ sâu, mua một bịch thuốc cyanua bỏ vào túi áo. Sau khi quan hệ xong, Thúy dụ ông Tính vào quầy mua dùm một chai nước. Lợi dụng lúc ông này đi gọi nước uống, Thúy bỏ chất độc vào ly cà phê. Được một lúc uống cà phê, nạn nhân bị ngấm chất độc nên cơ mệt và nằm gục trên võng. Thế vậy, Thúy lột lấy 2 chiếc nhẫn vàng và một sợi dây chuyền trên người ông ta rồi tẩu thoát. Sau đó, chủ quán cà phê ra dọn dẹp thì phát hiện ông Tính nằm chết nên trình báo công an. Về phần Thúy, đem bán vàng của nạn nhân được hơn 30 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Theo hồ sơ từ công an, Thúy từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại thời điểm gây án liên tiếp, Thúy chưa được xóa án tích. Chỉ trong một thời gian ngắn, quái nữ miền Tây đã ra tay sát hại 2 người đàn ông sau phút mặn nồng ân ái. Tử hình là bản án thích đáng dành cho nữ tử tù với những tội ác mà đối tượng đã gây ra. Ở một vụ việc khác, bị người đồng tính chia tay, Hồ Thị Bích Phượng mang theo 4 con dao đến nhà cô này để níu kéo. Bị ngăn cản, Phượng điên cuồng đâm nhiều nhát dao sát hại cha người tình. Hồ Thị Bích Phượng là con đầu trong một gia đình có 3 người con ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Lớn lên mặc cảm vì giới tính thứ 3 nên cô ta nghỉ từ năm lớp 11 rồi đi học nghề may. Năm 2004, Phượng quen biết với chị Phạm Thị Giang khi 2 người học chung ở lớp thiết kế thời trang. Mặc dù biết chị Giang đã có gia đình và con nhỏ, nhưng Phượng vẫn thầm yêu trộm nhớ và tìm cách tán tỉnh. Cô ta thường xuyên đến nhà Giang chơi, cùng chị đi chợ nấu ăn, đưa đón con đi học. Cảm mến trước tình cảm chân thành đó, đến năm 2007, chị Giang gật đầu đồng ý mối tình đồng giới. Từ đó, quan hệ của 2 người ngày càng thân thiết hơn. Đến năm 2011, gia đình Giang phát hiện chuyện tình ngang trái nên cấm chị không được qua lại với Phượng. Nghe lời người thân, chị lánh mặt người tình. Nhiều lần tìm cách nối lại tình cảm nhưng bất thành, khoảng 5 giờ sáng ngày 14 tháng 7 năm 2011, Phượng đón xe ôm đến nhà người tình ở phường Tân Quy, quận 7 để nói chuyện. Khi đi, cô ta mang theo 3 con dao Thái Lan và một dao phay với mục đích nếu chị Giang không chịu nối lại tình xưa thì sẽ tự sát. Đến nơi, Phượng ngồi đối diện trước cổng nhà. Trong lúc chờ đợi, cô ta nhặt thêm một cây sắt ở đống phế liệu bên đường, giấu vào người. Khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, nhìn thấy cha của chị Giang là ông Phạm Văn Năm ra mở cửa, Phượng liền chạy đến xin gặp người tình. Vốn không đồng ý mối quan hệ này, lại thấy cô ta cầm cây gậy sắt, ông Năm liền truy hô và đánh vào vai trái và sau gáy, làm rơi kính cận của Phượng đang đeo. Người này giật lại cây sắt và đánh vào đầu ông Năm. Trong lúc vật lộn, cô gái rút dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người ông, khiến nạn nhân gục xuống. Khi nghe tiếng kêu cứu, chị Giang chạy ra đè Phượng xuống đất nhưng bị người tình đâm nhiều nhát vào người. Chồng chị Giang là anh Đinh Văn Kiệt hô hoán kêu cứu mọi người. Lúc này, anh Phạm Ngọc Thanh đang uống cà phê gần đó chạy vào, đá con dao mà hung thủ đang cầm trên tay rồi khống chế. 2 nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Năm đã tử vong, còn chị Giang thì bị thương 17%. Tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Phượng tử hình về tội giết người. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ án. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 4, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm với người này. Ở một vụ việc ám ảnh khác, người ta thường tìm đến chùa như một sự bình yên thanh tịnh. Thế nhưng một người phụ nữ giả vờ xin vào chùa tu rồi giết ni sư cướp tài sản đã gây chấn động dư luận. Ngày 5 tháng 8 năm 2019, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Loan, sinh năm 1970, ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, mức án tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản. Mức hình phạt mà bị cáo phải thi hành là tử hình. Theo cáo trạng, Nguyễn Hồng Loan đã vay mượn tiền tiêu xài nhưng không có khả năng trả nợ. Loan biết ni sư hài hiếu, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sống một mình và tu tập tại nhà cùng xóm với Loan nên nảy sinh ý định giết ni sư hài hiếu, hòng cướp tài sản. Tối ngày 1 tháng 8 năm 2018, Loan đến nhà giả vờ xin ni sư hài hiếu làm lễ xuống tóc đi tu. Tin lời hàng xóm, ni sư hẹn Loan 4 giờ sáng hôm sau quay lại làm lễ. Đến hẹn, Loan mang theo một con dao Thái Lan sang nhà ni sư hài hiếu. Vào trong nhà, ni sư dẫn Loan vào nhà tắm để rửa mặt. Lợi dụng lúc chủ nhà mở vòi nước trong nhà tắm, Loan cầm dao đâm liên tiếp vào đối phương. Hậu quả là nạn nhân tử vong tại chỗ, kẻ thù ác xây sát nhẹ sau trận giằng co. Sau khi gây án mạng, Loan lục tìm tất cả các ngóc ngách trong nhà, lấy đi 70 triệu đồng, 3 sổ tiết kiệm, điện thoại và xe máy. Loan chạy xe máy đến gần công viên Phú Lâm, vứt dao gây án. Sau đó Loan chạy về nhà dì ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, gửi xe máy vừa cướp từ nhà ni sư hài hiếu và đốt 3 cuốn sổ tiết kiệm rồi đem tiền đi trả nợ và trốn về thành phố Vĩnh Long. Đến ngày 23 tháng 8 năm 2018, công an phát hiện ra nơi hung thủ đâm chết ni sư hài hiếu ẩn nấp. Thấy công an mới lên làm việc, Loan uống thuốc trừ sâu, toàn tự sát nhưng không thành. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hồng Loan là thủ phạm trong vụ án giết người cướp tài sản xảy ra trong nhà ni sư Hải Hiếu. Số tài sản Loan cướp đi có giá trị gần 100 triệu đồng. Dù mang thân hình người phụ nữ mảnh mai, thế nhưng những nữ tử tù lại gây ra những hành vi phạm tội khó lòng dung thứ, để rồi nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật mới chợt bừng tỉnh thì mọi chuyện đã quá đỗi muộn màng. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào thì các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.